Như vậy là trận đấu giữa Manchester United và Everton trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup mùa này đã kết thúc với phần thắng tương đối khó khăn dành cho thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag. Với chiến thắng 3-1 chung cuộc, đội chủ sân Old Trafford hiên ngang bước vào vòng 4 của giải đấu lâu đời nhất thế giới, trong khi họ cũng tiễn thuyền trưởng Frank Lampard đến gần hơn với chát sa thải tại Everton. Vâng, ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục bình luận chi tiết sau trận đấu trên Random Football. Khi danh sách xuất phát được công bố trên trang chủ, có thể thấy Man United không giấu giếm ý định tiến sâu và thậm chí là muốn vô địch FA Cup khi huấn luyện viên Erik ten Hag tung ra đội hình mạnh nhất vào thời điểm hiện tại. Luke Shaw là người duy nhất đá trái sở trường ở vị trí trung vệ lệch, nhưng cầu thủ sinh năm 95 bây giờ mới là ưu tiên cho việc đá cặp với Rafael Varane, chứ không phải là Harry Maguire hay Victor Lindelof. Trên hàng tấn công, tiền đạo Anthony cũng tái xuất bên hành lang cánh phải, chỉ sau một trận đấu được cho là chấn thương, nhưng Jadon Sancho thì vẫn mất tích theo như dự đoán từ đầu. Tuy vậy, với sơ đồ 4-2-3-1 cùng những con người hiện tại, không khó hiểu khi Man United sớm chiếm thế chủ động trước các vị khách Everton đang rơi vào khủng hoảng phong độ trầm trọng dưới triều đại của huấn luyện viên Frank Lampard. Khi các khán giả còn chưa ấm chỗ ngồi, đội chủ nhà đã sớm mở tỷ số. Xuất phát từ pha đi bóng nhanh như cắt của Marcus Rashford bên cánh trái, Anthony đón đường căng ngang bên trong khu vực cầu môn và khai thông thế bế tắc. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang, Everton bất ngờ san bằng cách biệt sau đó ít phút với sai lầm đáng tiếc từ thủ thành David De Gea, người mắc lỗi trong tình huống khép góc dẫn đến bàn thua. Kể từ đó, Man United rơi vào bế tắc trong phần còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất. Mọi chuyện không khá hơn sau giờ nghỉ giải lao, nhưng lần này vận may lại mỉm cười với đội chủ nhà. Cũng từ một tình huống kiểm soát bóng bên cánh trái, Marcus Rashford khiến trung vệ Connor Cody lúng túng đốt đền. Cựu ngôi sao Wolverhampton đã thủ vai chính trong cả bàn san bằng tỷ số, cũng như khiến Everton lần thứ hai bị dẫn trước trong trận đấu. Tuy nhiên, kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm trong nửa sau của hiệp thi đấu thứ hai, thời điểm mà Man United rút Casemiro ra khỏi sân. Có thể nói quãng thời gian này là tất cả những gì chúng ta từng chứng kiến quỷ đỏ dưới thời cựu huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Và ngày mai, tác giả Ilfer sẽ có những phân tích chuyên sâu hơn để giúp quý khán giả hiểu thêm bản chất vấn đề. Quay lại trận đấu, Everton thực tế đã chơi tốt khi xé lưới đội chủ nhà ở phút 74, nhưng đáng tiếc là bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị. Trong ít phút còn lại, trận đấu vỡ vụn bởi những pha phạm lỗi và vài tình huống tranh cãi trên sân. Cuối cùng thì Marcus Rashford kết thúc màn đụng độ với quả phạt đền thành công sau khi Alejandro Garnacho bị đốn ngã trong vòng cấm. Chung cuộc, Man United đánh bại Everton với tỷ số 3-1 với một sự nhọc nhằn ngoài mong đợi. Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, có lẽ Marcus Rashford là người xứng đáng nhất. Cầu thủ này góp dấu giày ở cả hai bàn thắng của Man United và trực tiếp ấn định kết quả trên chấm 11m. Ngôi sao người Anh rõ ràng đang đạt phong độ rất cao khi đây đã là trận thứ 5 liên tiếp anh xé lưới của đối thủ. Sắp tới, Man City được coi như con mồi ưa thích của Rashi và sẽ không bất ngờ nếu anh tiếp tục ghi bàn cho Quỷ Đỏ. Bây giờ là những phát biểu đáng chú ý trên truyền thông. Huấn luyện viên Erik ten Hag ban đầu giải thích về các lựa chọn nhân sự và lý do vì sao Luke Shaw tiếp tục đá chính ở vị trí trung vệ. Ông cho hay: United coi trọng mọi trận đấu và trận này không phải là ngoại lệ. Hôm nay, việc Shaw đá chính là vì lựa chọn chiến thuật. Cậu ấy đá quá tốt bên cạnh Rafael Varane và cả Tyrell Malacia nữa. Tôi để Dalot và Malacia chơi hai bên cánh cùng Anthony chơi ngay từ đầu, bởi họ có thể trồng biên và phối hợp với nhau. Chúng tôi cần sự năng động đó trong lối chơi xây dựng và kiểm soát bóng của mình để đấu với một đối thủ nhỏ gọn như Everton. Các cầu thủ phải chứng minh bản thân qua mỗi trận đấu và phải sẵn sàng cho mọi thử thách. Vì vậy, mọi chuyện bắt đầu với việc đúng tổ chức và cường độ cao. Cuối cùng, Random Football sẽ gửi tới quý vị và các bạn những điểm nhấn quan trọng sau trận đấu. Thứ nhất, tương lai của Harry Maguire lung lay dữ dội. Hôm nay, một lần nữa Luke Shaw được trọng dụng ở vị trí trung vệ trong bối cảnh Harry Maguire hoàn toàn khỏe mạnh. Điều này cho thấy ý tưởng chống phản công tốc độ của huấn luyện viên Erik ten Hag không phải là trò đùa mà là chiến thuật rõ ràng. Ông từng chia sẻ lý do đó khi được hỏi về lý do vì sao Luke Shaw chơi bên cạnh Rafael Varane, và hôm nay, một lần nữa viễn cảnh tồi tệ với Harry Maguire tái hiện trên sân cỏ. Mới nhất,
Nhà cầm quân người Hà Lan cũng manh nha nói về việc Bruno Fernandes có thể trở thành đội trưởng chính thức khi Harry Maguire thiếu thời gian thi đấu, tương tự trường hợp của Jordan Henderson và Harry Kane trên tuyển Anh năm xưa. Dù vậy, tình cảnh đối với trung vệ đắt giá nhất thế giới vào lúc này đang có xu hướng tệ hơn nữa, bởi anh chỉ còn là sự lựa chọn thứ 5 cho vị trí trung tâm hàng thủ. Cựu hậu vệ Gary Neville nói rằng anh sẽ tìm ngay một đội mới nếu phải dự bị như Harry Maguire. Và nói chung, với cách chơi nhanh như hiện tại, thì khả năng cựu ngôi sao Leicester City bật bãi có thể không bất ngờ. Tất nhiên, vẫn còn phải xem vai trò dự bị mà huấn luyện viên Erik ten Hag mong muốn là như thế nào. Nhưng tương lai của Harry Maguire đang lung lay dữ dội sau 3 năm chuyển đến Old Trafford. Thứ hai, FA Cup là sân chơi vừa miếng cho Man United. Hôm nay, có thể nói, đội chủ nhà đã tung ra đội hình xuất phát mạnh nhất vào thời điểm hiện tại. Vì thế, niềm tin vào một khả năng thách thức danh hiệu trước Man City và các đội đến từ London là có thật đối với thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag. Chiến thắng trước Everton được dự báo từ trước, bởi đội bóng vùng Merseyside đang khủng hoảng trầm trọng dưới thời của Frank Lampard. Thế nên đây mới chỉ là khởi đầu cho Man United trong hành trình chinh phục FA Cup mùa này. Sắp tới, Man United có khả năng đụng độ các đội mạnh như Tottenham, Man City, Arsenal hay là Chelsea. Lúc đó chúng ta sẽ có dịp kiểm chứng sức mạnh thực sự của đội bóng được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên từng khuynh đảo châu Âu trong mùa giải 2018-19. Còn bây giờ, việc tận hưởng chiến thắng là điều nên làm trước khi bầy quỷ đỏ trở lại League Cup để tiếp tục giấc mơ vô địch khi đụng độ nhược tiểu Charlton Athletic. Thứ ba, Erik ten Hag đã đúng khi chọn đội hình mạnh nhất. Nếu chúng tôi đoán không nhầm thì Man United sẽ chỉ đá với một đội hình dự bị ở trận tứ kết League Cup vào thứ tư sắp tới và họ có thể dồn sức cho trận derby thành phố với Man City. Đội bóng gặp rất nhiều khó khăn khi đụng độ Chelsea và Southampton trong quãng thời gian này. Việc được chơi trên sân nhà Old Trafford và với lực lượng khỏe mạnh nhất chắc chắn sẽ giúp huấn luyện viên Erik ten Hag có nhiều toan tính để trả món nợ đã vay ở lượt đi trước City. Hôm nay, Everton dù khủng hoảng nhưng cũng là một đội khá và ít nhất thì họ từng khiến cho Man United vã mồ hôi hột ở lần gặp nhau gần nhất trên thánh địa Goodison Park. Do đó, khi đấu với một đối thủ ở giải Ngoại hạng Anh, chắc chắn bạn sẽ không thể lơ là hoặc là thiếu tôn trọng, trừ khi đó là Liverpool của mùa giải 2019-20, những người cố gắng vô địch Premier League và bỏ qua hết mọi giải đấu phụ quốc nội. Man United sau tất cả đã thắng dù là tương đối nhọc nhằn. Nhưng khi qua được ải Everton, phía trước họ chỉ là Charlton Athletic đến từ hạng dưới. Vì thế có thể nói huấn luyện viên Erik ten Hag không sai khi đánh giá đúng đối thủ hôm nay và chọn một đội hình đủ tốt để giành chiến thắng. Mưu cầu một danh hiệu là điều mà Man United đang cần và chúng ta nên ca ngợi tài thao lược của nhà cầm quân người Hà Lan. Thứ tư, Alejandro Garnacho sẽ là nhân tố X của Man United. Hiện nay, vẫn còn quá sớm để đưa cầu thủ sinh năm 2004 vào đội hình xuất phát, bởi cánh trái là nơi mà Marcus Rashford đang chiếm giữ. Tuy nhiên, bóng đá không phải là trò chơi FIFA Online để sử dụng duy nhất một nhân tố trong cả trận đấu. Chiến thuật nhân sự của Man United tương đối dễ nhận biết, đó là Martial đá chính trong khoảng 60-70 phút và sau đó nhường chỗ cho Garnacho, người sẽ đá bên trái và Rashi chám vào trung lộ. Trong khoảng thời gian cuối này, sao mai người Argentina có thể tận dụng tối đa tốc độ của mình trong các tình huống chuyển trạng thái. Đáng lẽ, Man United có thể ghi nhiều hơn 3 bàn nếu Fred tỉnh táo trong các đường truyền từ khu vực giữa sân. Nhưng hôm nay, việc Garnacho băng lên và bị phạm lỗi đã cho thấy rõ ràng cách chơi mà huấn luyện viên Erik ten Hag muốn triển khai với cậu học trò trẻ tuổi nhất đội. Chúng tôi dự đoán rằng Barcelona sẽ là những người phải nếm trải vết cắt này trong thời gian tới khi hai đội gặp nhau ở Europa League. Một đội chơi dâng cao trước Man United có thể phải hứng chịu tổn thương lớn với Garnacho cuối hiệp 2. Và nhìn chung, cầu thủ sinh năm 2004 sẽ là tài sản quan trọng của đội chủ sân Old Trafford trong tương lai. Một tiền đạo cánh có giá trị đặc biệt đối với cách chơi chuyển trạng thái. Thứ 5, Rashford cứu cả Man United và người chơi hệ bóng. Nói không ngoa, hôm nay tiền đạo sinh năm 97 đã cứu cho những người cá độ khỏi phải để lại đôi dép trên cầu. Với hai quả góc và một bàn thắng ở những phút cuối, Rashford khiến cục diện kèo cột thay đổi chóng mặt khi nổ liên tiếp giúp dân tình về bờ. Tuy nhiên, điều đó không to lớn bằng việc anh đạt phong độ khủng khiếp khi ghi 7 bàn liên tiếp trên sân Old Trafford và có 5 trận liên tiếp xé lưới đối thủ. Chủ công của quỷ không ai ngoài Rashi với những pha đi bóng kiến tạo và cả ghi bàn nữa. Mùa này, Man United có thể vào top 4 hay không
là phụ thuộc rất nhiều vào cầu thủ được người Anh trao danh hiệu tiến sĩ và nhà từ thiện. Sau phẫu thuật vai, giờ đây Rashi đang là chính mình và như lời Casemiro từng nói, ngay từ ngày đầu tiên, anh đã tin rằng mình được chơi cùng với một tiền đạo xuất chúng thế giới. Thứ 6, Man United còn nhiều thiếu sót. Hôm nay, một lần nữa yếu tố nhịp độ lại khiến đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag gặp khó. Sau khi bất ngờ để thua, họ không còn duy trì được tốc độ trong những tình huống lên bóng và dần bị Everton đẩy về phần sân nhà. Cái dở trong yếu tố nhịp độ đã khiến đội bóng đánh mất sự tự tin cần thiết và rất may là Man United còn một hàng phòng ngự chắc chắn là điểm tựa cho sự trở lại. Đúng là Varane và De Gea sai lầm ở bàn thua duy nhất, nhưng nhìn chung thì vẫn có sự chắc chắn nhất định trong các pha bóng Everton chủ động phản công. Điều này đã mất đi sau thời điểm Casemiro rời sân, và đó là lý do vì sao chúng tôi nói rằng Man United sau phút 70 là Man United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, chứ không phải là Erik ten Hag, và điều này sẽ được phân tích kỹ lưỡng vào ngày mai. Đánh giá một cách tổng quan, Man United thực sự còn nhiều thiếu sót. Họ chưa thể tự tin thách thức danh hiệu vào lúc này, nhưng thời gian thì vẫn còn đó và hy vọng huấn luyện viên Erik ten Hag có thể cải thiện các cầu thủ, giúp đội chủ sân Old Trafford chơi tốt hơn ngay trong giai đoạn 2 của mùa giải này. Nếu không, cuộc chiến danh hiệu đối với bầy quỷ đỏ có lẽ vẫn là một điều tương đối xa vời. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.